Đây là sổ tiền, nhưng mà tiền sẽ được quý ra bằng vàng. Để sau này có cái con tụi con sinh ra và lớn lên thì sử dụng khi nào thì là tùy. Và cho anh Giang nói là khoảng bao nhiêu vàng đây? Cho anh Giang tôi cái khoảng 50 cây. Trời sư tử ngoam phải công phu sư tử ngoam một cái cả đời cưới có một lần thôi mà. 1.500 cây vàng à? Wow. Tiền là bao nhiêu ạ? Được 1.500 cây vàng. Cause we love stuff so. Đến giờ này thì em cũng vẫn chưa tin được là mình đã lấy chồng rồi, vì cảm giác vừa vui vừa buồn. Vui là vì em và anh đã chính thức nên duyên vợ chồng sau bao nhiêu sóng gió. Còn cảm giác buồn của em là không còn ở cùng ba má nữa. Tuy là rất là gần, nhưng mà cảm giác cuộc sống của em sẽ bắt đầu thay đổi từ đây. Em thực sự là có chút hơi lo lắng vì hai văn hóa gia đình khác nhau. Em tin là em sẽ cố gắng làm được. We masquerade, but we learn that we can't pretend. Hôm nay chính thức anh và em trở thành vợ chồng, được sự chứng kiến của hai bên gia đình, trải qua và chuẩn bị rất là nhiều thứ cùng với sự giúp đỡ của gia đình, cũng may mắn đã diễn ra suôn sẻ và trong một cái không khí rất là hạnh phúc và vui vẻ của gia đình hai bên. Cương, má Lạc, ba Sơn và mẹ Ngọc Anh. Con cảm ơn hai bên gia đình đã luôn ủng hộ con và anh Giang. Từ hôm nay con đã được làm con của ba mẹ. Con mong được ba mẹ yêu thương như con gái. Con mong được ba mẹ che chở và dạy bảo nhiều hơn. Còn đối với ba má ơi, tuy là con đi lấy chồng nhưng mà con vẫn muốn được phụng dưỡng ba má. Ba ơi, ba bầu khỏe nha ba. Con thương ba nhiều lắm. Dù là có thế nào đi nữa thì bên cạnh ba vẫn luôn có má và có ba chị em con. Bà ơi, mẹ ơi, hôm nay là ngày chính thức cũng như là nhà ta rước một nàng dâu về. Và con cũng mong là từ thời điểm này, gia đình ta có thể càng ngày càng đoàn kết hơn. Cũng như là có một nàng dâu vào và tương lai sẽ có cháu, thì ba mẹ trở thành ông bà có thể được vui cùng con, vui cùng cháu, cùng với nhau để gia đình ta có thể tận hưởng hạnh phúc. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Con yêu ba mẹ.